Xin chào cả nhà. Sáng sớm giờ chuẩn bị hát cái chương trình ở ngay địa đạo Củ Chi. Đây là cái khuôn viên của địa đạo Củ Chi. Mọi người dành tặng anh em nghệ sĩ. Đây là phía sau sân khấu. Bánh bao. Giờ này bước làm mà lên hát rồi kìa. Em bộ đội mà. Bộ đội cũng làm đơn giản nè. Ừ, cảnh đẹp lắm em Lâm Ngọc. Ừ, anh đang ở địa chi nè em Quỳnh Anh. Đây, mọi người đang chuẩn bị đang hóa trang để chuẩn bị hát đi diễn. Sáng sớm à 4 giờ là Phong phải dậy lên xe đi lên tới đến nhà hát xong rồi tập trung lên xe. Mọi người giờ lên đây lên địa Củ Chi để chuẩn bị cho chương trình đầu. Tất cả anh chị em nghệ sĩ đang hóa trang anh chào chị Kim Thùy Lâm Phạm, rồi anh chào Ngọc Diệu, cảm ơn em. Đây tất cả anh chị em nghệ sĩ và bên diễn viên múa. Dạ con cảm ơn. Đây là trời ơi chị ơi, chị biết ở đây là ở đâu không chị Hà Hoa Phượng? Ở đây là đền địa đạo Củ Chi, đền bên dưới địa đạo Củ Chi á. Hôm nay là hát cái chương trình mà cái này là phải chùa đâu chị Hoa Phượng. Hát cho có này có cô Trương Mỹ Hoa rồi. Này nè, này chị nhìn nè, chị Phượng nhìn nè, đâu có phải cái chùa đâu. Thấy gì không? Đây là đền tưởng niệm nè. Còn đây là chùa, làm sao có những anh lính này. Chị Phượng
Đây là khuôn viên của đền Bến Dược. Đây là các vị đại biểu, các mẹ Việt Nam anh hùng đang tiến vào để đây. Tại vì Phong đang đứng phía sau sân khấu. Đây là đó, đền chị Phượng thấy không? Đây là đền rồi đó. Đây, các vị đại biểu đang ăn vào sân khấu. Đây. Giống thiệt anh Thanh nha cho ha. Hai anh em của nhà, hai anh em Song Tấn nè, Tấn Giao và Tấn Phong. Sáng chưa ăn sáng mặt kỳ quá. Không, hướng này nó bị ấy nè, hướng này bị sáng nè. Bị sáng. Ừ đó, ừ đó. Hướng này đẹp nè. Cả nhà thấy hai anh em giống không? Như anh em ruột kìa. Chị Hoa Phượng chào Tấn Giao kìa chị anh. Chị Hoa Phượng chào anh. Ok. Happy New Year. Năm mới phát tài phát lộc, vạn sự may mắn. Giống chị Phượng như nó giống. Hoa Phượng hả? Dạ. Chào anh Tấn Giao hả? Chị Đinh Thư, Đinh Thị Thu Ba chào Tấn, anh Tấn Giao. Anh Giao anh mặc đồ rồi Thu Ba ơi. Để chuẩn bị lên chương trình 8 giờ là phải hát. Rồi. Hôm nay mình hát cho chương trình chào mừng họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay đền Bến Dược, địa đạo Củ Chi nè, Thu Ba. Rồi xin chào Dương Nguyễn. Chiều. Ôi. Lát chị hát nhớ like nha. Em quay lại. 6 người coi kìa, xin chào 6 người. 7 người hả? Em được mấy người vậy? Anh có đưa xuống gom. Chào Thu Ba. Củ Chi đất thép. Lát là tụi lai hát lai. Lai sao lai được? Đứng ở chỗ đó sao đứng được?
đứng chỗ đó không đứng được. Mày đâu hầm ở đâu? Đứng ở trong hả? Em đi ra trước kỳ lắm chỗ đó, quý đại biểu đâu ra được. Ừ. Để quay qua trong phòng chụp cái nè. Mời cả nhà. Trời ơi. Hello cả nhà. Trời ơi mặt đâu nè. Trời ơi mặt đâu có mất. Mặt bà ba nhưng mà đâu mất. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Đại đông cao lớn hả? Nó nói lớn gì vậy? Thu Ba nó Thu Ba nó Đồng Tháp với chị kìa. Chị Tiền. Em Đồng Tháp nè chị. Ủa hả? Vậy là cùng quê hương hả? Thu Ba. Thu Ba. Ủa mình có quen không ta? Cùng quê. Nó lại đó. Nó nhìn bà con à. Hồi nhìn bà con chị đó. Ngày xưa chú làm tiền xinh đẹp. Các bé nhớ múa nhớ tháo đồng hồ. Chào qua bác Thượng. Ở Củ Chi. Nay chị em hát ở Củ Chi. Trời. Cái chị. Mày chắc tao chắc chi đó mà xanh cái quốc kìa. Ủa? Mày bằng không khác đi. Trời ơi, ba mà tào lao luôn á. Thì cặp của mình trắng đi. Nó cũng trắng. Ừ. Thì Nhẫn Nhi, Thiện Nhi với Toàn. Nhưng mà tự nhiên hai cặp này trắng hơn cặp kia. Ủa, Nhi với Bảy chưa? Ở đó thì nó cũng cặp đó. Nhưng mà màu xanh dương không ạ? Màu xanh dương không kìa, anh bảy gà, màu xanh gà. Hả? Kìa. Màu xanh cái màu xanh nào? Ừ, tao hợp tao mặc màu trắng là hợp với Toàn rồi đó. Ờ, nó đi xẹt tông rồi. Con cặp mà để nó bị chổi. Anh bảy, anh xanh gì vậy? Anh xanh gì xanh hôm qua phải không? Hả? Chạy lỗi đi kêu cái màu này, anh nói. Màu xanh. Nữa rồi. Trời ơi, đây tao nói màu xanh dương mà. Ai biết. Được rồi. Rồi đây tao hai người đang mặc màu trắng nè. Đợi cho tao chú ý nhiều. Áo dài màu trắng. Thị Kim Tiến. Đứa này qua công chức chiều bảy đã qua hôm nay một tay lên tiến đồ mấy đứa hợp đồng ra mặt luôn. Thì đó, thì ngày hôm qua đó. Đẹp chút. Em theo ba bộ. À bây giờ Nhi nó có một cái màu xanh không à. Bảy bộ đồ xanh qua là hả? Ờ, có rồi. Nó đây, đứng mà đây. Kêu cầm lắm, nó có giống gì. Để nó cho máy vô trong rồi. Máy thả vô cái gì vậy? Bây giờ nếu mà em mặc cái này thì anh mặc cái màu đó là không được. Mặc màu đen đầu như nhỏ kia. Hả? Em mặc cái này cái gì đúng không? Cái này ai cái nào hai cái có hai cái đó. Thì cái đó em mặc cũng được nhưng mà nếu mà em mặc cái không có anh với Tiến mà. Ừ, rồi chết. Rồi, em xin chào.